Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thời gian gần đây thì mọi thứ nó đang đổ dồn về cái chiếc DJI FPV, một cái cơn sốt nó quá là lớn. Vậy nên là trong video ngày hôm nay chúng ta hãy không nói về cái chiếc FPV này nữa. Thay vào đó chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về một cái sản phẩm sắp ra mắt của DJI. Nó có tên là DJI E2S. Và nếu như anh em nào đã từng chơi Flycam thì chắc hẳn là anh em cũng biết đến dòng E của DJI. Và đặc biệt là E2 thì đây luôn là best choice của anh em. Bởi vì là nó có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn này, kèm theo đó nữa là một cụm camera rất là ngon. Và mới đây nhất thì đã có một cái tin đồn được cho là đến từ nội bộ của DJI. Thì người này đã nói rằng cái sản phẩm tiếp theo của DJI sẽ có tên là DJI E2S. Và nó sẽ có một cái thời lượng bay tốt hơn cũng như là hình ảnh tốt hơn. Và nó sẽ sớm được ra mắt ở trong thời gian tới. Và trước đó ấy, thì khi mà cái chiếc FPV ra mắt thì người này cũng đã từng nói về cái chiếc motion controller. Và đúng như vậy, chúng ta đã có ở một cái chiếc motion controller rồi. Ban đầu thì mình không được tin cho lắm. Thế nhưng mà gần đây nhất thì mình đã phát hiện ra một cái hình ảnh được cho là FCC đến từ DJI. Cho anh em nào chưa biết thì FCC sẽ là một cái chứng nhận dành cho những cái thiết bị mà phát được sóng radio tại Mỹ nó cần phải có. Và ở trên cái chứng nhận này thì tên của sản phẩm có tên là DJI E2S và có thời lượng pin là 3500 mAh, giống như là ở trên E2. Và với cái tên 2S này thì có lẽ rằng là đây sẽ là một bản nâng cấp so với E2 mà thôi. Và theo như một cái video leak gần đây nhất và mình có tìm hiểu được thì cái ngoại hình của chiếc E2S này nó thật gần như là rất là giống so với E2. Nhưng có một cái điểm mà các bạn sẽ nhìn thấy ngay, đó chính là chúng ta sẽ có thêm hai cái cảm biến ở phía bên trên. Và nếu như cái thông tin này thành sự thật thì cái chiếc E2S của chúng ta nó sẽ có được một cái khả năng tránh vật cản rất là tốt. Và đặc biệt là khi mà các bạn bay ở trong những cái môi trường hẹp. Vậy còn về nâng cấp thì sao? Ở trên cái sản phẩm này thì theo như mình tìm hiểu được, cái nâng cấp đáng giá nhất nó sẽ nằm ở phần cảm biến. Với E2S thì chúng ta sẽ có cảm biến đó là Sony IMX686 với độ phân giải là 64 MP, lớn hơn đáng kể so với 48 MP và IMX585 ở trên Mavic E2. Và về lý thuyết thì E2S nó sẽ có một cái độ nhạy sáng tốt hơn này, và cái chất lượng ảnh nó cũng sẽ tốt hơn cái người tiền nhiệm. Và một cái nâng cấp nữa đó là về tính năng, thì ở trên E2S rất có thể là sẽ có cái tính năng là DJI AirSense. Đây là một cái tính năng được trang bị ở trên DJI FPV. Nó có tác dụng là phát hiện ra những cái vật thể bay có người lái ở một khoảng cách rất là xa, và rất có thể là nó sẽ được trang bị ở trên DJI E2S. Một cái câu hỏi nữa mà mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc, đó rằng là cái chiếc E2S này thì nó có thể kết nối với cái chiếc kính Google V2 hay là có thể bay ở chế độ FPV hay không. Thì theo như mình tìm hiểu được ấy, thì có một đoạn hội thoại cho rằng là cái chiếc E2S này sẽ không thể nào mà tương thích được với cái chiếc kính Google V2, và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không có tính năng FPV ở trên E2S. Và để mà có thể là tương thích được với kính Google V2 ấy, thì chúng ta cần phải có một cái điều kiện ở trên E2S, đó chính là phải có tính năng OptiSight 3.0 để mà cho cái độ trễ hình ảnh nó là thấp nhất để truyền vào kính. Và với cá nhân mình thì rất có thể là E2S sẽ có tính năng OptiSight 3.0 để có thể là DJI sẽ đẩy bán được chiếc kính Google V2 này. Còn về cái tính năng FPV thì chắc chắn là sẽ không có rồi, bởi vì là DJI FPV đang là một cái sản phẩm rất là hot ở của DJI, và họ sẽ không dạy gì để có thể là trang bị cái tính năng này ở trên E2S cả. Và những cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn thì đều là thông tin leak và nó chưa được xác thực. Vậy nên là chúng ta vẫn sẽ phải đợi đến ngày ra mắt của chiếc DJI E2S này để có thể là tìm hiểu về những cái thông tin chính xác hơn. Và nếu như bạn có ý kiến gì về chiếc video này thì đừng quên để lại bình luận ở phía dưới và mình sẽ trả lời các bạn. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào các bạn.